Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo quy hoạch điện 8 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại quyết định số 500 quy đề TTG ngày 15 tháng 5 năm 2023. Mới đây, Bộ Công Thương đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương có dự án nhiệt điện sử dụng khí LNG về tiến độ triển khai các dự án đã được duyệt. Tại cuộc họp, các địa phương báo cáo đã đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc nhất là về mặt bằng, Hạ tầng, thủ tục hành chính các dự án đã được phê duyệt để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phần lớn các dự án còn vướng mắc ở việc ký hợp đồng giá bán điện, giá nhập khẩu khí LNG hoặc hệ thống đường dây truyền tải và hệ thống đường ống dẫn khí sau khi nghe báo cáo từ các địa phương và trả lời trực tiếp từ các đơn vị chức năng bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đánh giá việc phát triển nguồn điện chạy nền của nước ta trong thời gian tới sẽ hết sức khó khăn thách thức nhất là trong bối cảnh nhiệt điện than không được phát triển thêm thủy điện cơ bản hết dư địa phát triển các nguồn lớn có khả năng điều tần do đó phát triển nhiệt điện khí cả khí tự nhiên và lng trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo chạy nền có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch dần sang năng lượng sạch hơn ở việt nam để đảm bảo triển khai thực hiện các dự án điện LNG đúng tiến độ theo quy hoạch được duyệt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung đôn đốc tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, kịp thời giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là về mặt bằng, hạ tầng, môi trường, thủ tục hành chính đối với các đề xuất kiến nghị của các địa phương về những vướng mắc liên quan đến vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất môi trường hạ tầng truyền tải thỏa thuận đầu mối thỏa thuận mua bán điện bộ công thương theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và lãnh đạo địa phương để kịp thời xem xét giải quyết hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết